Xin chào, chào mừng quý cô bác, anh chị đã quay trở lại với kênh Chiết Lưu Tuổi Già. Những kinh nghiệm sống, bài học thành công hay là những cái triết lý cuộc sống hàng ngày sẽ được đăng tải trên kênh Chiết Lưu Tuổi Già hàng ngày. Cảm ơn quý cô bác, anh chị đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng với lại kênh Chiết Lưu Tuổi Già trong suốt thời gian qua. Còn ngay bây giờ, chúng ta hãy đến với những nội dung trong video này. Bản di chúc của người cha đã thức tỉnh tâm tư của nhiều phụ huynh. Vâng, kính thưa quý cô bác anh chị đang xem video trên kênh Triết Lý Tuổi Già. Thưa quý vị, khi bước vào tuổi già, thời gian quý vị còn lại ở phía trước không còn nhiều. Và thực tế là quý vị không thể mang theo những gì mà mình đã tích góp được cả đời. Sự thật vô nghĩa nếu quý vị vẫn mải mê với việc kiếm tiền và tích lũy của cải. Thay vào đó, hãy sử dụng số tiền mà mình đã dành dụm để đi du lịch, mua sắm những thứ mình yêu thích và cho đi những gì có thể. Đừng lo lắng về việc có nhận lại được hay không. Đừng nghĩ rằng mình phải chớp mắt để sau này có tài sản chia cho các con cháu. Nếu con cháu chỉ biết chờ đợi sự ra đi của quý vị để hưởng thụ thì càng không cần phải lo lắng về chúng hay sợ bị đánh giá này kia. Bởi khi về với cát bụi rồi thì quý cô bác anh chị không còn nghe được lời khen chê nào nữa đâu. Di chúc cho những đứa con hiếu thảo. Có một người đàn ông gần 70 tuổi, góa vợ. Ông có 5 người con hiếu thảo và sống rất hòa thuận với nhau. Đứa con nào cũng có gia đình riêng, khá giả và thành đạt. Ông rất tự hào và tin tưởng vào con cái. Thấy tuổi đã cao, sức yếu, ông quyết định chia lại toàn bộ gia sản cho con cái, với mong muốn giúp cho chúng có thêm điều kiện để phát triển sự nghiệp. Ông nghĩ rằng với những đứa con ngoan ngoãn, hiếu thảo, sống với đứa nào cũng tốt. Ông giao căn nhà mình đang ở cho vợ chồng người con út và quyết định sống chung với chúng. Tài sản lớn nhất ông chia gần như đều nhau cho các con. Ban đầu mọi thứ vẫn bình thường, nhưng sau vài tháng, không khí trong nhà trở nên ngột ngạt. Vợ chồng ông người con đã thường thì thầm to nhỏ, ánh mắt không còn thiện cảm với ông nữa. Vợ người con út thì thường xuyên cằn nhằn, đụng đâu chửi đó, mắng chó mắng mèo, khiến ông cảm thấy chạnh lòng. Không lâu sau, vợ chồng họ cãi vã thường xuyên và vợ con út la lên rằng: của cải chia đều nhưng mình phải nuôi ông, thật không công bằng. Buồn bã, ông bỏ sang với gia đình người con khác, nhưng ở mỗi nhà ông chỉ được vài tuần trước khi xảy ra chuyện. Mỗi đứa đều đối xử với ông như một gánh nặng. Họ họp với nhau bàn về việc phân chia nhiệm vụ nuôi cha. Họ bốc thăm, nhà nào có tháng ít là ngày vui mừng, còn nhà nào tháng dài thì tỏ vẻ không hài lòng. Cuối mỗi tháng, họ đưa ông đi giao nộp cho nhà kế tiếp. Ông phải ngồi chờ hàng giờ, ôm túi quần áo, đợi người đến đón. Quá buồn và thất vọng, ông thường ngồi trước mộ bà, nước mắt chảy dài, tâm sự cùng bà để tìm chút khuây khỏa, mong một ngày được đoàn tụ với bà, sống hạnh phúc như ngày xưa. Một người bạn giàu có của ông thấy tình cảnh bi đát ấy đã tổ chức một bữa tiệc và mời tất cả 5 người con của ông đến dự. Trong men say, ông bạn thì thầm với người mà từng là người con của ông một, dẫn họ đến căn phòng kín, chỉ vào chiếc dương lớn với nhiều ổ khóa và nói rằng đây là nửa gia sản của ông đã gửi gắm và ủy thác cho người bạn. Di chúc đã được lập sẵn, chia phần trăm cho từng đứa. Kỳ lạ thay, từ ngày đó, các con của ông tranh nhau chăm sóc ông, đứa nào cũng muốn sống chung với mình. Tình thương đối với cha trở nên sâu sắc hơn hẳn so với trước khi tài sản được chia. Ông cảm động, nước mắt rơi, nghĩ rằng đây mới chính là những đứa con hiếu thảo, những dâu hiền dễ thảo của mình. Thời gian trôi qua, ông sống những ngày tháng vui vẻ nhất trong cuộc đời, thêm hơn 10 năm nữa. Khi ông ngã bệnh nặng và biết mình không còn sống được bao lâu, các con ông khóc lóc, nắm tay cha không nỡ rời xa. Khi ông qua đời, chiếc dương được người bạn mang đến đám tang, đặt trang trọng bên cạnh quan tài. Dưới ánh mắt háo hức của tất cả các con, đám tang được tổ chức trang nghiêm và tốn kém. Phần mộ uy nghi bên cạnh mộ bà, đúng như ước nguyện của ông. Sau lễ tang, chiếc dương nhanh chóng được mở ra. Ai cũng hy vọng sẽ nhận phần lớn tài sản nhờ vào công sức chăm sóc và tình yêu thương cha. Tuy nhiên, trong dương chỉ toàn là cát và một tờ di chúc viết với nét chữ run rẩy của cha. Tờ di chúc viết:
Chỉ có những kẻ ngốc mới chia hết gia tài cho con khi còn sống. Ngay bây giờ không phải để chờ lâu thì mời quý cô bác anh chị tiếp tục đến với lại nội dung thứ hai trong video này ạ. Ông nhận ra rằng cô con gái là điều quý giá nhất trong cuộc đời của mình. Nhưng không ngờ rằng tình yêu thương vô bờ ông dành cho cô lại vô tình biến cô thành một người lạnh lùng khi trưởng thành. Dù sống cách bố chỉ một giờ lái xe, cô con gái chỉ ghé thăm vài lần khi mà ông già yếu và cần được sự chăm sóc. Cô nói rằng mình rất bận, không có thời gian để chăm sóc bố và thuê một người giúp việc. Đó là bà Trần. Bà Trần chăm sóc ông. Bà Trần dù là người giúp việc nhưng lại chăm sóc ông tận tình như một người vợ. Từ việc ăn uống, vệ sinh đến trò chuyện, tất cả đều do bà lo liệu. Sau khi mà lập gia đình thì cô con gái cưng của ông ngày xưa lại ngày càng xa lánh cha mình. Cô gần như không ghé qua thăm ông nữa, chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm cho có lệ. Dù vậy, ông vẫn cảm thấy hạnh phúc với những lời hỏi thăm thủ tục ấy. Biết rằng mình không còn nhiều thời gian, người cha viết một lá thư gửi con gái. Trong thư, ông kể lại nỗi cô đơn khi nằm viện. Nhìn người khác được con cháu thăm nuôi, lòng ông quặn thắt vì nhớ con. Cô có thăm ông vài lần, nhưng đều vội vã. Dù bà Trần chăm sóc ông rất chu đáo, ông vẫn cảm thấy bị bỏ rơi và ngày càng khô héo trong lòng. 3 tháng sau khi bà Trần tới chăm sóc, ông qua đời. Trong di xúc thì ông ghi rõ rằng thời gian qua ông đã ngẫm nghĩ rất là nhiều. Dù sao đi nữa, ông vẫn cảm ơn con gái vì đã thuê một người để chăm sóc quá tốt. Do chi phí thuê nhà hiện tại rất đắt đỏ, ông quyết định tặng căn nhà của mình cho bà Trần. Tiền tiết kiệm của ông dù không còn nhiều vẫn đủ để con gái làm của hồi môn và sinh con. Còn lại hơn 6 tỷ đồng ông để lại cho bà Trần. Còn lòng hiếu thảo của cô con gái theo ông chỉ đáng giá là 3.000 đồng mà thôi. Câu chuyện trên đây và những dòng di chúc đầy chua xót đã trở thành chủ đề nóng khiến nhiều người vô tâm phải suy nghĩ. Thực tế, chữ hiếu trong thời hiện đại đã thay đổi rất là nhiều. Khi cha mẹ luôn lo lắng cho tương lai của con cái thì đôi khi con cháu lại đối xử bạc bẽo với đấng sinh thành. Có lẽ đã đến lúc cha mẹ nên sống cho chính mình thay vì lo lắng cho con cái từ đầu đến cuối để rồi phải nhận về những quả đắng. Cuộc sống quá ngắn ngủi và có lẽ điều quan trọng là sống sao cho thật vui vẻ. Trong khi đó, một người phụ nữ lớn tuổi khác chia sẻ câu chuyện của mình. Bà đã dành cả thanh xuân để nuôi con trai khôn lớn. Khi con trai trưởng thành, bà bán căn nhà của mình để giúp con định cư tại Mỹ và hy vọng sang đó sống cùng con. Thế nhưng một ngày bà nhận được thư từ con trai kèm 30.000 đô la Mỹ. Trong thư, con trai viết rằng không muốn bà sang Mỹ và tính toán số tiền bà đã nuôi dưỡng con là khoảng 20.000 đô la Mỹ. Số tiền gửi thêm được xem như lời cảm ơn và anh yêu cầu bà đừng làm phiền anh nữa. Bà đã từng bị trầm cảm một thời gian, nhưng sau đó bà dùng số tiền đó để đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Sau chuyến du lịch thì bà nhận ra rằng lòng hiếu thảo của con cái đôi khi là điều may rủi. Nhà nào may mắn thì được, nhà nào không có thì cũng chỉ biết chấp nhận mà thôi. Điều quan trọng là bà đã sống vui vẻ với chính mình bởi cuộc đời quá ngắn ngủi. Người phụ nữ đã kể lại sự hiếu hiểu ngay trên cả những cái di chúc trao tặng tài sản. Các bậc cha mẹ vẫn luôn nghĩ cho con cái. Trong lễ cưới, một trong những ngày trọng đại nhất của cuộc đời, chắc hẳn ai cũng mong muốn có bố mẹ đồng hành bên mình. Tuy nhiên không phải ai cũng may mắn có đủ cả bố lẫn mẹ góp mặt trong ngày cưới. Một cô gái tên là Hoàng kể rằng trước lễ vu quy, cô vô cùng đau lòng khi nghĩ đến hình ảnh bố không còn để nắm tay cô bước vào lễ đường. Bố cô đã mất 7 năm trước, nhưng trước khi ra đi, ông đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ cho các con. Trong di xúc, ông để lại, người cô đã giúp ông công bố tâm nguyện của mình. Dù xúc động, người cô cũng không thể tự đọc di chúc mà nhờ em mình thay mình đọc. Trong di xúc thì ông viết rằng, bố đã tích cóp được 18 chỉ vàng nhờ cô Nguyệt và bà nội giữ giúp, để khi các con lập gia đình, họ sẽ thay mặt bố trao quà cưới. Ông nhắn nhủ rằng bố yêu các con. Những lời cuối cùng vang lên khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Nếu ông còn sống, chắc chắn ông sẽ rất hạnh phúc khi
khi được thấy con gái mình bước vào lễ đường với chiếc váy cưới xinh tươi đẹp nhất. Tình yêu cha mẹ dành cho con cái quả thật to lớn. Đến cả những giây phút cuối cùng của cuộc đời, họ vẫn luôn nghĩ về gia đình, nghĩ cho những đứa con yêu dấu. Vâng, cảm ơn quý cô bác anh chị đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng với lại kênh Triết Lý Tuổi Già trong suốt thời gian qua. Hãy đăng ký kênh, hãy chia sẻ video và để lại quan điểm cá nhân của quý cô bác anh chị ngay tại video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Kênh Triết Lý Tuổi Già rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý cô bác anh chị ạ.